Vâng, xin chào mọi người đang xem video trên kênh âm thanh của Triệu Phát. Video ngày hôm nay nên giới thiệu đến các bác 4 cặp loa dàn của hãng Onkyo, hàng bán nội địa của Nhật mới về. Vâng, tình trạng của 4 cặp loa này còn nguyên zin tuyệt đối, chưa qua sửa chữa và tất cả vẫn còn hát tốt các bác nhé. Dòng loa dàn Onkyo với thiết kế đẹp và chất âm hay trong tầm giá. Các bác có thể ghép vào những chiếc âm ni để nghe nhạc hoặc tận dụng làm loa trợ lời cho bộ dàn nghe nhạc hoặc là những bộ dàn hát karaoke để cho lời thêm sáng và check nó đánh hay hơn nhé. Ở dòng loa dàn Onkyo rất dễ là chơi, rất dễ chơi. Trước tiên em sẽ quay từng cặp và dù là loa cỏ thôi nhưng em vẫn test nhạc để cho các bác yên tâm là loa vẫn còn sống và hát tốt. Đây, các bác nhìn tất cả 4 cặp loa nhé. Các tuyến loa còn rất đẹp, phải nói là xuất sắc. Vâng, đầu tiên là cặp này các bác nhé. Cặp này em vừa test nhạc. Dây vẫn cắm ở phía sau. Và cặp này phía sau thì cái sơn nó đang không được đẹp lắm. Tuy nhiên là lưng vẫn rất là cứng và bảo đảm để cho các bác chơi. Đó. Nhìn nó hơi xấu một chút thôi, nó bẩn và sơn nó hơi xấu. Này các bác có thể về sơn lại hoặc cứ để như vậy. Cặp này có tên là DN7TX. Công suất là 70W một chiếc và trở kháng là 4 ohm. N7TX là em có một cặp thôi các bác nhé. Vân gỗ màu đỏ tươi, sẫm màu. Đây vẫn còn băng dính bên Nhật, họ vẫn dán ở đây. Cặp này là bass 13 màng Kevin, màng nõm rất là sâu, không rốn, sâu hoáy luôn. Gần vải xếp, check đầu đạn, rất đẹp. Và những dòng loa dàn của Onkyo này thì tất cả đều là từ sắt lớn các bác nhé, từ bọc sắt màu vàng rất là lớn và loa kép là loa tép cũng là từ kép hết. Đó, nên là công suất lên đến là 70W một chiếc và 140W một cặp, đánh chịu đòn rất là tốt. Đây là lưới của loa. Ok, tất cả vẫn còn sống các bác nhé. Vâng, các bác lưu ý là cặp số 1, cặp này là tên là N7TX và giá em sẽ báo ở cuối video. Và tiếp đến là cặp số 2, cặp này như là tên là B7, cũng là bass 13 màn Kevin màu trắng, mũi nhọn, gần vải xếp, còn rất đẹp các bác nhé, trắng tinh. Check đo mũi lụa căng tròn, hàng bãi về thì nó cũng có chảy xước và bẩn một chút các bác nhé. Cái này các bác về vệ sinh là đẹp. Ở đây là phía sau,
góc cạnh còn ok. Về thông số của cặp Onkyo DB7, công suất là 70W và trở kháng cũng là 4 ohm. Cầu bắt dây loa là cầu kẹp, nối thông hơi. Cái này thì em cũng chỉ có một cặp thôi. Loa vẫn còn đầy đủ ê căng, lưới vải đẹp. Và bát đánh rất căng, tất cả loa vẫn còn sống các bác nhé. Tiếp đến là cặp loa số 3. Cặp này có tên là DSX7A. Cặp này thì có bị chầy cái vỏ một chút ở bên dưới này thôi. Đó, tiếng loa đẹp xuất sắc, màng da chăn và gân cao su cực kỳ bền các bác nhé. Gân vải với gân cao su thì các bác không bao giờ phải nghĩ thay gân. Đầu nhọn rất mới. Phía sau góc cạnh đẹp. Loa DSX7A có công suất là 70W và trở kháng là 5 ohm. 45 thì cũng tương đương nhau. Onkyo được cái là loa dàn thường là 70W một chiếc và trở kháng 4 hoặc 5 ohm các bác nhé. Hầu như là dòng mini cặp nào cũng vậy. Và cặp này thì em cũng chỉ có một cặp thôi, một cặp duy nhất. Vâng, lưới đây các bác. Đó, lưới còn đẹp nhé. Tất cả loa vẫn hát tốt. Và tiếp đến là cặp số 4, cũng là cặp cuối cùng. Cặp này có model là DS9GX. Thùng loa vân gỗ, ở bên ngoài nó là màu đỏ đun các bác nhé. Em quay thì ánh sáng nó phản lên thì nó hơi đỏ tươi một chút. Ở bên ngoài nó đỏ tối hơn và sẫm màu hơn nhé. Đỏ đun, không phải đỏ tươi như vậy. Cặp này thì ở bên trên này có cái hai chỗ nó bị chảy cái vỏ bên ngoài. Đã xử lý lại cho các bác. Do vận chuyển nên là nó bị chảy. Đây là phía sau còn đẹp nhé. Đó, màu sơn màu nâu. Về thông số của cặp Onkyo DS9GX có công suất là vẫn là 70W và trở kháng là 4 ohm. Nó thông hơi ở phía sau, cầu bắt dây loa là cầu kẹp. Cặp này cũng là loa bát kích thước 13, màng Kevin và rốn là rốn nhọn.
gân cao su mềm, check mũi lụa. Đây là dòng bát lớn các bác nhé, tất cả đều là bát 13. Đây là hai dây căng. Và cuối cùng em xin báo giá cho 4 cặp loa Onkyo. Ở trên thị trường thì những dòng loa này thường có giá hơn 1 triệu, triệu 2, triệu 3, thậm chí là triệu 4. Thì em sẽ bán cho các bác với giá là đồng giá 4 cặp loa là 900 ngàn một cặp. Đó, giá thì nhỉnh hơn củ loa một chút thôi. 900 ngàn một cặp loa, bao zin, bao hát cho các bác yên tâm. Bác nào được cặp nào thì liên hệ cho Trường Phát theo số điện thoại 0935 668 698. Em ở Đông Anh, Hà Nội, em ship hàng toàn quốc qua đường bưu điện khi có cọc. Xem kỹ trước khi liên hệ. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video lần sau. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.